Một trong những sai lầm anh em thường gặp khi đeo đanh là cứ ngồi đánh liên tục, cứ nghĩ rằng đánh nhiều là lên tay, càng thua càng muốn đánh, muốn gỡ, nhưng kết quả lại thua thêm và mang bực vào mình. Anh em ơi, có phải là tự dưng một vài anh em đánh nhá 15-20.000 trận mà không lên được cao thủ hay là chẳng lên nổi chiến tướng? Đó là sự thật, chảm game không nói điều đâu. Anh em nên nhớ, game là giải trí, gặp tâm lý thua nhiều, sức đâu mà chơi. Chưa kể meta bây giờ thay đổi liên tục, vậy nên bên cạnh chơi và luyện tập chăm chỉ, chúng ta cần phải tìm hiểu game. Có thể học hỏi các tuyển thủ nè, xem có đồ gì mới không, xem tướng này cầm phù hiệu gì, đi đường nào mạnh nhất. Và nếu anh em lười đấy ạ, thì hãy coi video trảm game, tóm tắt cho anh em luôn. 10 phút đơn giản ngắn gọn và đấu trường vọng mùa đông đã khởi tranh rồi, là lúc trảm game làm series các vị tướng hot nhất để chúng ta cùng áp dụng vào rank cuối mùa S3 2024 này. Anh em thử check xem các vị tướng này có ổn để đeo rank không nhé. Bắt đầu thôi. Top 5, Zuka. Con Zuka thực tế, nó vừa là con dùng để đánh kèo với những vị tướng như kiểu là Nagrod, Aoi cứ ổn, nhưng cũng có thể là hướng pick thí. Vì khả năng đi kèo cũng như đánh ở mọi giai đoạn, Zuka vẫn khá là ổn. Tuy nhiên, đó chỉ là trảm game và tuyển thủ cùng các huấn luyện viên họ nghĩ trên lý thuyết mà thôi. Chứ nhìn vào thông số Zuka ở vòng bảng lượt đi đấy ạ, đố ai dám bảo là Zuka siêu mạnh đó. Và đó là lý do Zuka được pick 21 lần chọn. Thế nhưng có lẽ nếu chúng ta không xét tới tỉa thắng của Zuka thì vị tướng này sẽ vui hơn đó. Bởi kết thúc lượt đi, Zuka chỉ có cho mình là 33-33% tỉa thắng. Mặc dù tỉa thắng rất tệ, nhưng không thể phủ nhận rằng Zuka là con bài đi rừng chất lượng ở trong BL5. Dù vậy, một sự thật khá thú vị nhá, là xuyên suốt lượt đi sau 7 cặp trận thì Băng mới chỉ có duy nhất một lần sử dụng Zuka mà thôi. Ngược lại, Ranta và Zed Media là hai đội sử dụng Zuka nhiều nhất với 4 lần, đều là một thắng và 3 thua. Zuka thì lối đồ đi rừng thì nó khá cơ bản thôi anh em ơi, kiểu là một kiếm chi hồn mix với thương long Inert, phối hợp kiếm và sau đó là kiếm Muramasa hoặc là Nanh Fenry hoặc thương khu kiếm. Vì bản chất của Zuka vẫn là con bài đi rừng dạng dồn sát thương chứ không phải là kiểu câu kéo cấu thỉa. Zuka ở trong giải đấu nhá vẫn phải đi tìm cái lối đi riêng cho mình rất nhiều, thế nhưng không phải lúc nào cũng có thể thành công được. Vậy đánh rank Zuka ngon và tối ưu không, đặc biệt là giai đoạn cuối mùa S3 2024 sắp tới? Với cá nhân trảm game là có và ở mọi mức rank, mọi vị trí luôn, hay cụ thể là top là rừng thì ok. Bởi nếu là một người đánh Zuka tốt, tốc độ đeo đánh quá ổn luôn, vừa không bị lo tranh đường nè, lại đi được đa dạng kèo, trảm game là một người đánh Zuka không hay ấy, vậy mà cầm vị tướng này nha vẫn đeo đánh vèo vèo mà được đấy anh em ơi. Đã thế khả năng bắt người hay là để đường nó quá là ổn đi. Tuy nhiên chắc anh em đều còn nhớ tỷ thắng tổng của Zuka ở rank nó không phải là dạng quá ấn tượng đâu. Trảm game từng làm clip và từng buồn vì tỷ lệ anh em chơi Zuka là nhiều, nhưng mà tỷ thắng Zuka đấy ạ rất là ối ôi ở rank nhá. Top 4, Nagrod. Cha anh em đều có cảm nhận rằng Nagrod trong hai phiên bản gần đây đang trở lại một cách cực kỳ mạnh, khi đem một con bài đi rừng tầm mid game trong thế cân bằng hoặc là tấn công đều cực kỳ gắt luôn. Mà late game, nếu không phải ở thế thủ nhà, Nagrod vẫn cực kỳ ổn. Đơn cử như đấu trường vọng lượt đi ở vòng bảng này đi, với 21 lần được xuất hiện. Thế nhưng tiếc thay, giống với Zuka, tỷ thắng của Nagrod thuộc dạng là rất a đuổi khi cũng chỉ có 33-33% tỷ thắng. Mặc dù Quang Hải, Judas hay là Gray mùa này giai đoạn lượt đi không đánh, thế nhưng chúng ta cũng được chứng kiến rất là nhiều tuyển thủ mùa nà rất là gắt nhá. Như là Raibung nè, với skin FMP của ADC, Huy Hoàng thì hơi báo một chút, nhưng cũng không thể bảo là mùa không gắt được. Hay như River đi, mùa cũng cực kỳ điên luôn. Chắc chỉ có mình Kai'Sa là sau một trận thua với con Nagrod trước Vlad ạ, thế là bỏ luôn. Còn những người chơi khác nha, vẫn pick đều tay. Như đã nói, Nagrod bây giờ nha, các đội tận dụng để đánh ở mid game là chủ yếu. Vì sao ư? Trên bản đồ bây giờ quá nhiều thứ để farm đi. Thành ra Nagrod hoàn toàn thể tận dụng cái độ cơ động và tốc độ farm nhanh của mình để thể hack tiền và bung sức mạnh ra đúng thời điểm. Cũng như Nagrod khá giống với Zuka, một dạng dùng để đi mọi kèo luôn, khá ổn đấy. Nó không hẳn là slow thì ăn hoàn toàn, mà là kiểu tận dụng chất tướng bay nhảy để có thể làm được nhiều việc. Vì có những kèo Nagrod khá là khó đánh và cần được núp, kiểu nhà đánh với bọn Zuka hay là Kera. Và nếu Nagrod được chủ động thì hai con kia coi chừng đó. Nhưng Nagrod mà hết lướt hay là bị bắt bài đấy ạ, cũng cực kỳ dễ bề màu. Về mặt trang bị nha, dĩ nhiên rồi, phong cách bây giờ không dày vẫn cứ gọi là được ưa chuộng, kết hợp với những món đồ phun sát thương. Và tùy theo cái độ nhanh tay của anh em farm được nhiều tiền hay không mà anh em sẽ lựa chọn Nanh Fenry hay là Giáp Bồi Sinh ở slot cuối. Còn bài đánh rất là hot là Nagrod cùng Aiza, trảm game nghĩ là khá khó xuất hiện ở giải đấu lắm. Vì từ khi mà SGP xài con Aether nó hiệu quả quá đó, các đội trong đó cả Frat nhá đã tham khảo và rất là thành công. Thành ra bài đánh Nagrod cùng Aiza nó dễ nhót lắm. Thế nhưng nếu đánh rank, nếu được cứ quất thôi anh em, nó vẫn cực kỳ gắt. Nhưng ngay cả khi không có Aiza, Nagrod vẫn không phải là tướng tệ. Tuy nhiên, đây lại là vị tướng không hề dễ chơi. Nó phải là cái khoản thuần kỹ năng hay là gì, bởi chỉ cần một ông tầm rank cao thủ đã có thể mua na điên đảo rồi. Cái vấn đề là khả năng ra vào với Nagrod cũng như là chọn tướng đi ở đoạn đầu game. Vì ở đấu rank, Nagrod cực kỳ dễ tạo ra sự khác biệt ở trong 4 phút đầu game lắm. Nhưng chỉ cần một bước đi sai thôi là có thể end game sớm đó. Bật mí nhỏ cho anh em nhá, các tháng liên tục gần đây trong năm 2024 này thì Nagrod liên tục ra những cái bộ trang phục siêu xịn sò và đang hút cực căng ví của anh em đấy.
Top 3, Erandor. Sau khi được búp sức mạnh, Elan đã thực sự quay trở lại rất là mạnh ở trong giải đấu. Lưu ý, dù ở lần cập nhật bổ sung lần 3 vừa qua, Elan cũng bị giảm sức mạnh, nhưng phải đến lượt về, Elan ở giải mới bị giảm sức mạnh cơ. Thành ra Elan dễ dàng chiếm lấy vị trí top 3 đường rừng với 31 lần và top 5 tướng tổng được lựa chọn nhiều là một điều dễ hiểu. Nếu không bị ban nhiều nhá, thì số lần Elan xuất hiện còn nhiều hơn cơ. Và tỷ thắng không hề thấp đâu, 54,84%. Nếu anh em coi giải đều biết đó, Elan không chỉ phù hợp với cái meta đánh Slowbone ở thời điểm hiện tại, mà còn là một trong hai xạ thủ được tin dùng nhiều nhất ở đường rừng cho chiến thuật hai cánh đấu sĩ. Và nó thành công khi không chỉ đấu trang vọng những Wildstar, Frat, Buck thành công, mà ở giải này, Run Team cũng đã đả bại Flatwood với cái bài đánh này. Tức là sao? Cho xạ thủ đi rừng đi, còn lại hai cánh hãy để các vị tướng đấu sĩ lo, như kiểu chặt đánh Omen đấy anh em. Nói chứ, chiêu 2 được thay đổi là nguyên nhân khiến Elan hot ở giải không phải là quá đúng đâu, vì trừ trận Buck với TDT ở game 2, chúng ta chưa thấy tác dụng thực sự việc là xóa vật thể bay tới khi dùng chiêu 2. Đùa chứ, cái game đó nhá, để đội ngũ cân bằng thấy đấy ạ, thì Elan to tội luôn. Ai bảo là liên tục ao lôi điều đâu, đúng không? Với bản chất một xạ thủ cơ động và đam tay lớn, nên khả năng slowbone của Elan là quá ngon, farm nhanh, chạy map tốt, gánh ổn. Thế nhưng về đoạn sau nha, Elan sẽ hơi chấp người vì ưu thế về sải tay hay là sát thương đã không còn rồi. Và Elan ở trong giải đấu không chỉ được dùng để đi rừng, mà Elan còn được Wantasi tin dùng cho việc đi xạ thủ. Và ở giải Thái, nếu tiên gì nhớ không nhầm thì họ cũng sử dụng Elan đi xạ thủ đó. Mặc dù không phải là sử dụng liên tục nhưng độ hiệu quả vẫn là có. Về mặt đồ đạc với Elan đấy ạ, thật ra bản chất là một vị tướng xạ thủ mà, nên đi đường hay đi rừng đấy ạ, vẫn cứ ba món trang bị thôi. Thánh kiếm, kiếm Fenrir, diệt cung với Elan là khó thể bỏ được. Xạ cung thì nếu đi rừng thì hơi chật slot đồ một tí, yêu cầu anh em phải mua bán nhanh tay. Và thường nếu chơi căng tay đấy ạ thì mới sử dụng và bán đi mua giáp hồi sinh, còn không thì anh em lên thẳng giáp hồi sinh không quá thiệt đan đâu. Vấn đề là con Elan ở giải hay ở rank đấy ạ, nó mạnh không đến từ việc là lên đồ nào quá lớn, mà đó là cái khoản là chúng ta bay nhảy né chiêu ra sao. Đơn cử như cái game Buck với TDT ở game 2 đó, dù thua nhưng Adonis đã có những pha bay múa đúng nghĩa là giữa vòng vây của TDT luôn. Vậy thì đầu rank chúng ta nên pick Elan đi rừng không? Thú thật với anh em là từ sau khi Elan bị giảm mát thương, trảm game thấy thích cầm con bài đi đường sử dụng gầm thét hơn là đi rừng. Hoặc có thể là do bản thân trảm game chơi con bài này ở rừng không quá tốt chăng? Nhưng nếu nhìn ở các streamer nhà Z-Way, Quảng Hải, Vĩnh Đất hay tóm gọn là tốt thách đấu chuẩn đó, thì Elan là con bài đi rừng siêu ngon nhá. Top 2, Kera. Kera ở giải đấu được nhiều người đánh giá vừa mạnh lại dễ chơi, hiệu quả cực cao. Sát thương dồn thì mấy con không có đủ kháng phép, chắc là một combo là đủ rồi. Mà ở thế tấn công nhá, anh em hiểu rồi đó, cứ spam cho cô ấy đi gank, đi farm thôi. Đã vậy lại còn là khống chế, là một vị tướng mạnh từ đầu tới cuối game. Thứ duy nhất làm khó Kera chắc là ở thế thủ, không ra được khỏi nhà mà thôi. Khi đó sự đột biến của Kera làm gì còn, nên là Kera với 31 lượt pick tỷ lệ thắng cũng trên 60%, cụ thể là 61,29%. Và ở một cái meta cần các vị tướng mạnh ở đầu và giữa game hiện tại nhé, Kera quá ngon luôn. Có thể ở đoạn đầu nhá, Kera không thể so những vị tướng kiểu là Elan hay Nagrod được, nhưng cũng không thể quá coi thường cô nàng. Nếu anh em để ý ở tuần đấu cuối đó thì Bung hay là Adonis đều cho người ta thấy sức mạnh của một Kera thánh kiếm nó căng thẳng ra sao. Dù thực tế Kera ngay cả khi không dùng thánh kiếm hay là sách thánh đấy ạ, lượng đàm vẫn cứ gọi là căng. Thành ra nếu chúng ta chưa quen tay Kera thì anh em cứ lên đồ phổ thông thôi. Gươm Doki, thập tự kiếm, băng nhẫn Skadi, triệu ổn mang và cầu băng xương là quá đủ để dồn đam rồi. Còn chơi tay to nhá, căng thẳng hơn thì vương miện hết kết nè, thanh kiếm hay là sách thánh đều ok. Có một điểm là con Kera mà anh em chơi kiểu là tự tin tay to đấy ạ thì hoàn toàn để chơi và không lên cả món trang bị bảo hộ, và khi giao tranh đấy ạ, anh em mới tận dụng thời gian tam mắc quỷ để lên đồ và đổi đồ, không hề tệ nhá. Còn đánh rank ư, anh em nếu để ý gần đây chúng ta không thấy Kera quá hot, nhưng nếu bảo cô nàng không ổn ngon thì hoàn toàn sai lầm, vì không phải tự nhiên mà ở giải đấu cô nàng thuộc dạng là tranh chấp đâu, đúng không? Một người đi rừng bị đánh giá là hơi non như là Wildstar Stack, còn chơi Kera cực kỳ tốt ở trong giải đấu thì chẳng lý do gì chúng ta không sử dụng để đeo rank, đúng không? À thật ra là có nhé, nếu team có quá nhiều vị tướng gây đam phép rồi thì trẻ game nghĩ rằng chúng ta nên thôi chọn thứ khác đi, trước khi địch mà năm hôn đương choi khi đó chỉ biết khóc thôi. Top 1, Aoi. Sự bá đạo của Aoi đang cho thấy rằng ai đi rừng mà không biết đánh Aoi là một thiệt thòi lớn, quá mạnh và giữ phong độ đỉnh cao qua nhiều phiên bản. Thời gian trước nha còn bị so sánh với Nagrod, chứ giờ nha chắc thôi không cần phải so sánh đâu vì ao trình rồi, đúng không anh em? Và Aoi chính là sát thủ đi rừng top 1 đấu trường vọng với 3 lượt pick kèm một tỷ thắng cực cao luôn, 63,64%. Dù ở đấu trường vọng năm nay nha, chúng ta chứng kiến khá nhiều người đua Aoi theo kiểu là hệ cute, vâng rất cute. Đó là đôi bạn thân Huy Hoàng và Stark. Có nhiều anh em đùa vui rằng khi FPT Frat hoặc là Wanta pick team quá khỏe thì việc lấy Aoi để game nó cân bằng hơn, nhưng cũng không thiếu những người đua Aoi gắt như là Kai'Sa, Lai Bung, dù cả hai cũng có những trận đấu khá là tạ. Thế nhưng chung quy lại ở BO5 hiện tại hay là BO3 và kể cả là BO7, việc loại Aoi ra khỏi vị trí đi rừng trong giải đấu với các đội là quá khó, vì làm sao thì bỏ qua một con bài sát thủ nó dồn đàm quá gắt. Đặc biệt nhá, với chỉ một nhịp combo đẹp thôi, Aoi hoàn toàn để hủy diệt team kẻ địch, như là cái pha mà TLS kết hợp với Tling để hủy diệt SGP ở game 4 tuần trước chẳng hạn.
một nhịp hút đẹp, được bổ thêm một pha long chảo và long diệt đẹp thôi đấy ạ. Endgame ngay. Chưa kể AOI là một trong con bài đi rừng dùng để tranh chấp mục tiêu nó tối ưu bậc nhất luôn, với combo là long diệt cộng trừng trị khiến cho tỷ lệ bất bùa giảm xuống đáng kể luôn. Về mặt đồ đạc nhá, có thể nói là hiện tại AOI với dìu Leviathan đã biến mất hoàn toàn rồi, và 100% là kiếm truy hồn. Còn về giày nhé, thì là những tuyển thủ vẫn lên, nhưng không hẳn là giày kiên cường mà là giày hồi chiêu. Tất nhiên đôi khi họ sẽ bỏ qua giày nhà Nagrod. Còn về các món đam đấy ạ, thì lại càng cơ bản hơn. Chỉ là ở slot giáp hồi sinh đó, có một số người chơi sẽ lựa chọn là thương khung kiếm, vì trong quá trình long diệt quá đủ để họ đổi sang giáp hồi sinh rồi. Khuyến cáo nhá, ông nào mà tay chậm mắt yếu lại còn non tay như trảm game đấy ạ, hạn chế dùng kiểu đó. Đánh đánh thì cá nhân trảm game thấy nếu anh em làm chủ được AOI, nó còn đáng sợ hơn những vị tướng như là Ngộ Không, Nagrod, Sukai là Keda Pain rất nhiều đó. Vì đúng là một con tướng, nói mất dạy nó đúng hơn, nó kiểu là tôn vinh cái sức mạnh của nó quá là quá đáng luôn anh em, quá bá đi. Nó mà xanh đấy ạ, thì mấy con máu mỏng cứ xác định là nó một đu là mất mạng, hay là mất bổ trợ ngay. Ừ thì lên anh cao đấy ạ, như là chiến thần hay thách đấu khi anh em xem livestream đó. Đúng là độ đáng sợ của AOI có giảm đi nhiều, vì kỹ năng của hai bên ngang nhau mà, đặc biệt là trợ thủ kỹ năng hơn ở những mức đánh dưới. Thế nhưng nếu không làm chủ được AOI, chưa nói đến việc đu 2 hay là 3 nhịp mà một nhịp còn chưa xong, thì AOI cũng cực kỳ dễ fit tới bến nhá. Và đo 5 vị tướng trảm game gợi ý cho anh em để có thể rao rank cuối mùa S3 2024 này. Từ cảm nhận cá nhân của trảm game và cả từ đấu trường vọng, anh em check xem có hiệu quả rao rank không nhé. Nếu thấy video hay, đừng quên tặng tiền gì vào đây và bấm nút đăng ký kênh nhé anh em ơi. Và hẹn gặp lại anh em ở các video ở vị trí khác.